Và lần đầu tiên trong lịch sử, giá thịt heo cao hơn giá thịt bò, khiến nhiều người tiêu dùng hài hước, chẳng lẽ Tết năm nay gói bánh chưng nhân cá hồi? Thậm chí là những chiếc bánh chưng siêu tí hon kiểu chị em như thế này, bên trong chỉ có một miếng thịt lợn nhỏ xíu, cũng đang được dự đoán vui là có khả năng trở thành xu hướng của năm Canh Tý. Thôi thì để có thể có được câu trả lời về khả năng có hay không sẽ gặp được những chú lợn trên mâm cơm ngày Tết, thì theo tôi là chúng ta nên đi hỏi đúng những người trong cuộc. Và phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 đã có cuộc phỏng vấn nhanh với một chú lợn hiện đang được chăm sóc rất nghiêm ngặt. Xin chào anh Heo, tôi thấy là ở đây có vẻ khá là vắng vẻ đúng không ạ? Hay, qua đợt dịch tả heo châu Phi vừa rồi cái ông chủ tôi ổng sợ nên không dám nuôi thêm. Mà đó là nhà tôi không có bị dịch vô tới đó nghe. Chớ như có nhà này hen, nuôi cả ngàn con heo tụi tôi, xui cái dính dịch tả, người ta đem tiêu hủy hết. Tôi nghe kể mà đêm đó tôi khóc quá trời. Mà tôi có buồn thì chắc cũng không bằng ông bà chủ của mấy anh chị heo đó. Mấy người đó thấy heo bệnh chết thì không nói được lời nào, cứ đứng đó nhìn mà khóc. Không khóc sao được, đi mượn nợ người thân, đi mượn nợ ngân hàng. Tôi nghe nói ông bà thiếu nợ mấy tỷ. Dịch nó vô hồi tháng 2, người ta tính tới giữa tháng 12 là tiêu hủy gần 6 triệu anh em tụi tôi rồi. Cũng may bây giờ dịch đã giảm mạnh rồi, chắc là người ta sẽ tái đàn lại đúng không? Tôi nghe đâu bữa trước có ông nào lên TV, ông nói hiện anh em tụi tôi ở các nơi còn khoảng 25 triệu đứa lận. Trong đó mấy chị nái là 2,7 triệu, còn mấy ông bà cụ kỵ còn hơn 100 ngàn. Người ta nói là đủ cho mấy bác nuôi heo tái đàn đó. Anh khỏi lo Tết này thiếu thịt heo nghe. Mà cho dù có thiếu chút ít người ta cũng cho nhập về, mà chắc gì ngon bằng heo Việt Nam đâu anh ơi. Nghe anh nói như vậy thì tôi cũng mừng. Nhưng mà tái đàn rồi thì anh có sợ bị dịch lại không? Sợ thì cũng sợ chứ, nhưng cũng không có lo nhiều như trước. Tại ông chủ tôi với mấy bác nhà bên giờ nâng cao cảnh giác lắm. Giờ cứ một tuần là ông định kỳ đi phun thuốc sát trùng, còn mua chế phẩm sinh học gì gì đó về cho vô thức ăn của tụi tôi nữa. Ông nói ăn vô cho nâng cao sức đề kháng. Chứ dịch tả heo giờ người ta cũng chưa tìm ra vaccine ngừa bệnh, mà cũng không có thuốc đặc trị luôn. Hồi hổm tôi nghe ổng nói với cái anh kia là giờ ổng kiên quyết phải chăn nuôi an toàn sinh học. Khẩu khí ghê lắm. Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn và hẹn gặp anh trên mâm cơm ngày Tết. Vậy đi hen. Năm Hợi mà hạn quá. Thôi sắp hết năm rồi, hy vọng qua năm mới hết hạn